Xin chào anh em, xin chào quý vị và các bạn. Rất lâu rồi Cửa Hàng mới lên sóng một mẫu đi giải mã. Và đặc biệt hơn, đây là một trong những con âm đi giải mã của dòng Yamaha có chất âm cực kỳ hay. Chất âm rất khỏe nha anh em nha. Riêng con âm đi này nó là như vậy. Nếu anh em đã biết về âm đi số thì anh em có thể nhớ cho tôi những mã này. Đó là mã 495, 795, 496. Những con âm đi nó thiết kế na ná nhau kiểu này, những dòng Yamaha này có chất âm cực kỳ khỏe hay để anh em có thể dùng để nghe nhạc hoặc là thậm chí có thể ghép vang để hát karaoke. Đây là những bộ âm ly giải mã để các bác có thể dùng nghe nhạc trực tiếp từ trên mạng qua tín hiệu đường quang hoặc là tín hiệu analog nếu các bác không có đường quang. Nó có các nút vặn chỉnh bass chép bằng cơ rất tiện sử dụng. Đây là volume, còn đây là đường vào tín hiệu. Đây, anh em xoay này. Tín hiệu nào thì mình sẽ để tín hiệu tam giác nó chĩa vào đó. Cái dòng Yamaha thì nó có cái mặt kính màu đen, nếu quay xa thì anh em sẽ thấy nó tối. Ở đây Cửa Hàng đang test cả tín hiệu quang và tín hiệu analog. Âm ly này thiết kế đánh hai đôi loa AB cộng B, ngoài ra còn có các cái đôi loa phụ khác, đó là loa Sura, loa Center, loa lời, loa xúc điện để anh em có thể ghép thành bộ âm thanh vòm, âm thanh 3D. Nút input mode này thì anh em nên để chế độ auto, nó sẽ tự nhận đường quang analog. Còn bass chép thì anh em vặn cơ luôn, rất tiện. Và mẫu âm ly này có cả radio tần số 90 để anh em nghe nhạc. Hình thức tương đối đẹp luôn, hàng bãi zin tuyệt đối cho anh em. Nói là rất đẹp luôn. Xước xát tí tì là có, nhưng với một mẫu âm ly bãi này là nuột rồi. Tôi sẽ quay luôn mặt sau, sau đó sẽ mở nhạc mời các bác nghe. Có những mẫu âm ly ghi 400W, tôi cũng chỉ bán bằng giá của những con âm ly tầm 150 hoặc là 200. Và con này công suất, nếu công suất tiêu thụ điện thì nó không phải là quá lớn, chỉ 185W thôi, nhưng mà chất âm cực kỳ khỏe luôn. Và con âm ly này đang để giá là 3 triệu đồng anh em nhé. 3 triệu đồng Yamaha 496 bãi zin luôn, số seri 1660QS, điện 100V. Ngoài đôi loa chính AB hay cộng B thì còn có loa lời, loa center, loa sura, loa rear, loa xúc điện. Và có hai đường tín hiệu vào quang, đó là DVD và TV. Có nghĩa là nó sẽ có trùng nhau. Có nghĩa DVD này nó cũng có cả là ấy, cả AV và lại đường quang. Thế nên là nó có cái nút input mode ấy, để anh em chuyển hệ đường quang analog hoặc là đồng trục. Đó, đây. Radio tần số 90, anh em cho đoạn dây điện vào. Còn analog tôi đang cắm vào lỗ CD anh em nhé. CD đây, đó. Đường quang đang cắm vào DVD, cùng một nguồn nhạc thôi, cùng một thể loại bài hát. Ok, bây giờ mời anh em nghe xem là nó căng như thế nào. Tôi bảo nó là một con âm đi hay, nó là một con âm đi rất hay của dòng giải mã Yamaha anh em nhé. Tiếng nó tròn, nó căng, anh em ghép vang hát karaoke thoải mái luôn vào những đôi loa xịn, loa Nhật, loa Mỹ. Ghép vào những đôi bass 20, 25, 30, vô tư. Dành cho nó hai từ phê lòi là có thật anh em nhé. Phải nói là phê lòi luôn. Tiếng nó căng, nó tròn. Và đặc trưng trong các dòng âm ly số anh em nhé, chỉ có dòng Yamaha là tiếng bass đánh hay nhất. Yamaha nổi tiếng về tiếng bass đánh hay, đánh nó rất êm. Nếu mà nói về âm ly số thì Yamaha sản xuất rất nhiều. Anh em có thể gặp rất nhiều mẫu âm ly Yamaha, chứng tỏ bên Nhật người ta rất chuộng dòng sản phẩm này. Có cái là về Việt Nam nó bị thua thương hiệu so với dòng Pioneer và Samsung và dòng Denon âm ly số.
Nhưng anh em phải hiểu tại sao cái dòng này nó sản xuất được rất nhiều sản phẩm bên Nhật nhá, về Việt Nam rất nhiều Yamaha. Cái tiếng bass của nó đánh hay cực luôn. Phê lòi luôn anh em ạ, ngồi nghe trực tiếp. Nếu các bác muốn cảm nhận một bài test thì anh em có thể nghe qua bộ dàn âm thanh mà các bác đang có, hoặc nghe qua tai nghe, nó sẽ cảm nhận rất rõ những gì mà Quan Âm Ly nó thể hiện. Đây là đang nghe tín hiệu đường quang, tôi đang cắm đường quang vào DVD mà anh em. Bây tôi sẽ chuyển sang analog và CD này. Nếu nghe analog thì tiếng nó sẽ trùng hơn một tí, còn đường quang nó sẽ sắc nét hơn, nó giải mã mà. Chính liền, hai đôi loa to liền anh em nhé. Và có thể ghép vang hát karaoke và những đôi loa bass 20 hoặc 25 của Nhật của Mỹ, và những đôi loa bass 30 của Nhật loa nghe nhạc. Tôi sẽ mở một video nội thất riêng.